Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo về tình hình thời tiết cho các vùng trên cả nước. Theo đó, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 33 đến 36 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, trời nắng nóng, chiều và tối có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.